theo dõi clip của một số kênh YouTube ngày hôm qua, thì nay chú nhìn thấy chú cũng đã nhìn thấy khỏe và sức khỏe rất là nhiều. Chú nay cũng đã tiến triển nhiều lắm rồi. Chú ăn uống được không chú? Bác sĩ có nói chừng nào chú thương tính được về không chú? Thôi chú cứ ở lại nghỉ ngơi để sức khỏe với bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe nào, chứ về sớm làm gì chú. Mình giờ về thì cũng chưa có thể đi làm gì được. Rồi, nay mới được nhìn ngoài đời thần tượng, cũng như là được gặp mặt thần tượng một thời. Chú bây giờ là chú mới chỉ ăn được cháo thôi đúng không chú? Ăn bình thường thôi. Chú có ngủ được không chú? Được chứ. Đó thì cũng xin phép ghi lại những hình ảnh. Chú cũng không dám trò chuyện với chú nhiều để chú còn nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay nhìn thấy chú sức khỏe rất là tốt. Cái chân chú hôm nay cũng co không ấy đâu được không? Chân là duỗi được cả hai chân rồi. Bình thường rồi. Tại vì lúc mà phát hiện chú là bị đột quỵ là cũng phát hiện sớm, nên chuyển vô đây sớm nên chú cũng có tiến triển rất là tốt. Cái chân chú cũng còn cảm giác không chú? Dạ dạ, thì cũng mừng. Chân tay của chú cảm giác bình thường hết, cảm giác hết. Dạ dạ. Vâng, con cảm ơn chú nhiều. Dạ. Giờ thì chú cũng để chú có thời gian để chú nghỉ ngơi. Thì chú cũng vào trong để cập nhật một số những hình ảnh để gửi tới và cô chú anh chị. Thì hiện tại tình trạng sức khỏe của chú cũng đã ổn định hơn so với những ngày vừa qua. Tuy nhiên, cái việc chữa trị của chú thì như chia sẻ của chị Minh Chi cũng như là vợ của chú đó, thì cần phải chữa trị lâu dài chứ không thể là nhanh như được. Chính vì vậy cái việc là hỗ trợ để chú có thì cô bác anh chị thì bữa nay mấy hai ngày nay thì cũng có rất nhiều là những diễn viên với ca sĩ với những anh em thương mến chú Trung Tính ở đây và cũng tới thứ nhất là thăm hỏi tình trạng sức khỏe của chú và sau đó là cũng có những cái phần quà nào đó gửi cho chú và giúp thêm những cái phần viện phí trong những cái ngày tiếp theo á. Tại vì cô bác anh chị cũng biết là chú Trung Tính là tới thời đại tiền thời điểm hiện tại bây giờ đúng chú. Dạ. Dạ, chú nằm nghỉ đi. Dạ, chú nằm nghỉ đi chú. Tại là thấy chú tự nhiên chú ngồi vậy á. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn chú, con chào chú. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của đồng chí anh chị. Dạ, cảm ơn nhanh. Dạ, cảm ơn anh. Chú có thời gian nghỉ ngơi. Thì Phong cũng mong muốn khoảng thời gian tiếp theo thì mong muốn là có cô bác anh chị có thể thương cho chú Trung Tính trong cái khoảng thời gian mà kế tiếp nữa để giúp phần nào đó để cho chú có tiền đóng tiền viện phí và lo cho cuộc sống trong cái khoảng những ngày tiếp theo. Tại vì chú Trung Tính Thương Tính ở đây là cũng cống hiến một cuộc đời cũng cho nghệ thuật rồi. Bây giờ là chú không may mắn là bị đột quỵ nhưng mà cũng thời gian này cũng đang có tiến triển cũng khá là tốt. Thì mong những anh em diễn viên nghệ sĩ qua những cô bác đó, thì có thể thương và giúp chú cái phần nào đó nhỏ nhỏ thôi. Nhờ cái chân của chú hồi nãy Phong có hỏi đó, là chú còn có cảm giác là cũng rất là tốt luôn. Đau không chú? Không hả chú? Chú cứ nằm nghỉ đi. Còn chia sẻ những hình ảnh cho cô bác anh chị biết thôi. Chú đừng có ngồi vậy nó động nó mệt lắm. Dạ dạ, chú cứ nghỉ ngơi đi, không sao đâu chú. Cô bác anh chị nãy là Phong khi mà trò chuyện với chú ở đây lúc nào chú cũng
nói chuyện như là lúc nào cũng cảm ơn rất là nhiều luôn. Thật sự là những cái lời nói đó, thật sự là không thể nào mà kìm được cái cảm xúc của mình luôn. Tại vì lúc gần như là cuối của cuộc đời rồi, thì chú lúc đó là bây giờ là những khoản tiền mà nói chung là gia đình cũng khó khăn lắm. Nên là việc mà lo viện phí và những trang trải những khoảng thời gian mà tiếp theo của gia đình đó, thì thật sự cũng rất là khó. Nên cần có những vòng tay của rất là nhiều cô bác và những anh em nghệ sĩ và diễn viên thì thương yêu chú và có thể đến đây và có thể chứng kiến và nhìn những cái cảnh, những hình ảnh này. Dạ, 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 con chào chú nha. Dạ, giữ gìn sức khỏe chú Tính. Dạ, dạ, dạ. Là có rất là nhiều những cô chú với anh chị là đang lưng thiên nhau là vô đây để thăm chú Thương Tính ở đây nè. Ông thấy đặc biệt một cái điều á, là khi mà đi vô đây thì chú Thương Tính là chỉ có gửi một cái lời là cảm ơn sâu sắc tới tất cả mọi người thôi, chứ chú cũng không có biết như thế nào nữa. Thì chú cũng cảm ơn những cái cô bác trong khoảng thời gian qua mà đã yêu mến và thương mà quý mến chú tới thời điểm ngay lúc này á. Đặc biệt là thấy những cái hình ảnh của chú bây giờ, thật sự là muốn nếu mà ai mà thương và quan tâm chú Thương Tính trong một khoảng thời gian qua thì nhìn những cái hình ảnh này đặc biệt rất không thể nào mà cầm được nước mắt của cô bác gì à. Hình như là cũng may mắn giống như mà chú là được đưa vào bệnh viện một cái khoảng thời gian mà rất là sớm, nên mà chú chữa trị gần như là kịp thời, sức khỏe của chú bữa nay là đã tiến triển rất là tốt. Đây thì bệnh viện là có những trang thiết bị đặc biệt là rất là hiện đại luôn. Thì hiện tại thì chú Thương Tính là chỉ mong muốn cái khoảng thời gian tiếp theo là mong cho Phật là cũng thương để giúp cho chú tai qua nạn khỏi và sớm bình phục trở về với gia đình, với cuộc sống. Hiện tại thì mấy anh em đang chờ đợi bác sĩ báo cái tình trạng sức khỏe của chú Thương Tính trong ngày hôm nay là nó như thế nào đó, của bác chị ạ. Thì hôm nay là cũng có khá là nhiều cô bác là cũng tới cũng thăm, nhưng mà do tình hình dịch đó nên là việc mà đi thăm chú Thương Tính ở đây là cũng phải luân phiên, là tại vì là tình trạng chú bây giờ là cũng rất là yếu, rất là kém, nên mà việc đi thăm là phải luân phiên từng người. Nhưng mà dịch bệnh lúc này nó cũng còn khá là nhiều quá. Sáng hôm Phong cũng thấy có khá là nhiều những anh chị ca sĩ diễn viên là cũng tới, đặc biệt là chị là hai cái cô chú ở nơi rất là xa xôi luôn, bữa nay cũng thu xếp đi tới đây mà thăm chú Trung Tính, Thương Tính của bác chị ạ. Hai cô bác ở đây là đi rất xa nhưng mà cũng dính chút thời gian đi tới thăm chú Thương Tính. Rất là nhiều cô bác nữa, rất là đông luôn. Chúc mừng anh cô chú anh chị là mẹ vợ của chú Thương Tính ở đây cũng đang vô trong cái cũng rất là gấp gáp của bác chị ạ. Tại bữa nay là một ngày khác, ngày mới rồi, không biết tình trạng sức khỏe của chú Thương Tính ở đây là có tiến triển nhiều hay không nữa. Đây là các phòng bên trong thì bác sĩ cũng đang tiếp tục làm những cái xét nghiệm và để là kiểm tra cái sức khỏe của chú trong ngày hôm nay là nó có tiến triển nhiều hay không nữa. Thì rất là nhiều cô bác cũng đang thời gian qua là cũng đang rất là quan tâm chú Thương Tính ở đây. Thì chú đã cống hiến hết mình cho cái cuộc đời mà cho nghệ thuật, để lại những cái bộ phim điện ảnh cũng khá là nổi tiếng. Thì bữa nay thì rất là nhiều cô bác cũng đang rất là quan tâm, thì bữa nay mấy anh em cũng lên đây để ghi lại những cái đoạn hình để cập nhật cái tình hình sức khỏe mới nhất của chú Thương Tính để gửi cho những cô bác gần xa trên mọi miền đất nước. Đây là thì bác sĩ cũng có thông báo kết quả đến gia đình của chú Thương Tính ở đây.
trước màn ảnh đó là một cái người bạn rất là thân của chú Hương Tính. Trong bệnh viện đây thì cũng có một cái khu cách ly nữa các bác anh chị. Vô là xét nghiệm nhưng mà khử trùng, nhưng mà cung cấp địa chỉ với mà chỗ mà cư ngụ luôn các bác anh chị.